Hello, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ News. Và ngày hôm nay khi mà mình xem cái video của chị Đê Lan thì mình thấy rằng một cái điều phủ nhận về cái tên Cường, người được cho là tống tiền bà Nguyễn Phương Hằng với số tiền là 2 triệu đồng và còn dọa này dọa kia đến người con trai của chị Hằng. Và cái cô Đê Lan này cho rằng công an ở Bình Dương gọi điện cho cô ấy để phối hợp điều tra trong cái vụ của ông Cường này. Khi mà kết hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh thì chị ta không có trách nhiệm, không có nghĩa vụ phải lên phường để làm việc với những người này. Và nói rằng là mùa Covid này không đi đâu được, có thích thì đến đây. Các bạn có thể thấy một người đang học luật mà nói ra những câu như vậy, hay là lý do chị đi học luật là để chị chống đối lại luật? Điều này xin nhường cho tất cả các bạn khán giả trả lời trên cái kênh của mình. Và sau đây xin mời tất cả các bạn hãy cùng lắng nghe những cái gì chị ấy nói để các bạn không phải nói là mình ăn không nói có. Và qua đây cũng xin chúc tất cả các bạn luôn luôn mạnh khỏe, bình an trong cái đại dịch Covid này. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Dạ, kính chào bà con. Có thông tin là Đinh Lan đã bị công an phường mời lên uống trà và Đinh Lan bị xóm trọ gì đó náo động. Những tất cả những thông tin Đinh Lan bị bắt là hoàn toàn bịa đặt nha bà con. Thì hôm qua có một nhóm đối tượng khoảng 4 năm YouTuber cùng với một người gọi là mang cái thẻ gọi là công an của tỉnh Bình Dương tới nhờ công an phường 6 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh nhờ trực ban đi xuống với nhà Đinh Lan để mời Đinh Lan lên trên phường để hỏi chuyện về cái tên Mai Xuân Cường nào đó mà đe dọa tống tiền bà Nguyễn Phương Hằng. Đinh Lan nói là cái nghĩa vụ mà đi lên hay không đó là cái việc của tôi. Hiện tại bây giờ tôi chẳng có việc gì mà tôi phải đi lên trên phường trong cái thời tiết mà bà dịch bệnh như thế này. Và những đối tượng đó có trình ra nếu như thực sự lệnh của ai do giám đốc công an tỉnh Bình Dương ký để xuống để mà đi hỏi tôi hả? Các biện pháp phường không có cái nghĩa vụ nào mà hỏi tôi việc đó. Nếu như có ai đối tượng nào đó do Mai Xuân Cường nào đó tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, tố cáo cái Mai Xuân Cường nào đó là người của Đinh Thị Lan tới tống tiền bà 2 triệu đồng và đòi đe dọa là bắt cóc hay giết chết bé Hằng Hủ. Cái đó là cái chuyện của bà Hằng nha. Và bày ra đủ trò rồi ngày hôm nay lại phục sẵn các YouTuber phục sẵn để khi mà tôi tới công an cái là bắt đầu quay lên đưa YouTube là tôi bị mời lên uống trà. Trời không, thiệt sự á, cái cậu trực ban nó tới năn nỉ tôi mới nói là mày khùng hả, tự nhiên cái việc gì mà chị phải đi để cho mà cái công an Bình Dương nào đi xác nhận điều đó theo theo cái quy định của công an, theo cái nghiệp vụ của bên công an và theo cái quy trình các trao đổi giữa các công an địa phương với nhau là khi một vụ án đe dọa bắt cóc tốn tiền gì đó thì công an tỉnh Bình Dương sẽ phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh để mà điều tra. Khi bắt được một cái người tống tiền thì người ta bắt đầu đó sẽ triệu tập những người có liên quan. Đằng này cái việc mà khơi khơi bà Nguyễn Phương Hằng lên vậy để mượn tay công an để lên làm cái khè, làm chuyện này là tôi cho công an nào mà ký cái lệnh mà triệu tập hay là mời Đinh Lan này lên á là cho mất chức luôn nha. Đừng có làm cho tôi khui thêm một cái việc là công an. Thật sự bây giờ muốn không? Công an tỉnh Bình Dương sau khi những cái cụ quan chức của tỉnh Bình Dương bị bắt thì có một số vẫn còn có chức có quyền ở công an Bình Dương. Đừng để tôi khui tiếp nha. Còn mối quan hệ lúc cái cậu trực ban nói trời ơi chị Đinh Lan thông cảm cho em, chị lên chị gặp chút xíu chị nói cho họ biết coi Mai Xuân Cường là ai. Cái đó mày khùng hả mày? Trực ban mày lo trực ban đi, mày cẩn thận, tôi cho mày đi luôn bây giờ. Đến cuối cùng Đinh Lan điện thoại cho bạn Đinh Lan làm sếp lớn của công an quận Gò Vấp luôn á, coi như là làm sếp lớn của tất cả các công an phường trong thuộc địa bàn Gò Vấp. Lan nói nè, cái thằng đó nó làm gì là đúng hay sai? Thế là bạn Đinh Lan mới bảo thôi đi, thằng đó nó nhỏ thôi tha cho nó, kệ nó đi, có gì giải quyết được qua dịch thì em sẽ gặp chị. Rồi nói điều rằng là ngày hôm nay tôi ở vị trí này tôi nói chuyện với bà con thì cái chuyện mà công an phường hay công an quận hay công an thành phố hay là công an các tỉnh cũng không có bất cứ một lý do gì mà có thể mà mời tôi lên được á. Đừng có khè, ý là cái chuyện nếu mà thực sự Đinh Lan bị mời lên như vậy sẽ đập tan mọi các cái kênh phản biện lại bà Nguyễn Phương Hằng hả?
Ngày hôm nay tôi phản biện đúng những cái gì do những gì bà nói thôi. Đó, bà nói hoàn toàn tất cả những điều bà nói chưa thực hiện được điều gì. Thứ nhất là chuyện nấu cơm từ thiện nha. Nấu cơm từ thiện bây giờ bà không làm thì để người ta, bà con chúng tôi tự động thương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau để cho đất nước thoát qua cái dịch. Cái việc cô á nịnh chính phủ ha, mà nịnh không phải đúng, không phải lỗi. Thứ nhất là tất cả bà Nguyễn Phương Hằng á, có cái bạn nhắn tin cho tôi là bà Nguyễn Phương Hằng đang có 15 luật sư bên cạnh, đang lập cái kế hoạch lập những vi bằng để bắt đầu là tố cáo Đinh Lan về việc bôi nhọ bà Hằng. Những cái chuyện đó tôi nói thiệt luôn á, muốn lập cái gì đó là lập nha. Những cái việc tôi nói đều là những cơ sở pháp lý. À, bà kể rất nhiều giấc mơ thì hôm qua tôi cũng kể giấc mơ thôi nha. Nếu mà về luật á, nếu mà đưa ra tội tất cả mọi thứ, thử cái ai tội nhiều hơn ai. Còn việc tôi chả có gì mà tội cả, tôi chỉ phản biện là những lời người nói. Tôi không chửi tục chửi tiểu như bà, tôi không có những cái cô ngôn cuồng phát bậy như bà. Bà đi tự nhiên bà đi bà lôi tôi ra ha, vì tôi chống đối với bà, tôi phản biện lại bà nhiều quá, cho nên bà đi thuê 7 youtuber ha, 7 kênh youtuber để đánh sập kênh tôi. Bây giờ cái kênh của tôi cái dislike nó nhiều hơn cái like, cho nên là như vậy vẫn chưa đóng được sập kênh. Muốn làm gì đó thì làm. Bà con á, những cái người mà yêu quý Đinh Lan ha, like cũng được không like cũng được, vì like hay không like tôi cũng chả có tiền đó, cho nên tôi làm cái kênh YouTube này cũng chẳng phải vì tiền. Do vậy tất cả những cái việc mà bây giờ dislike nó nhiều hơn like rồi thì tưởng là sập kênh thì kênh nó cũng chả sập, mà sập kênh này tôi mở kênh khác chứ có việc gì mà phải lo. Cho nên cái việc mà về bắt á, thì nếu như ngày hôm qua một cái người cảnh sát viên nào của công an Bình Dương xác nhận là có đến công an phường 6 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh đó, nơi Đinh Lan cư ngụ, để mà can thiệp vào một cái chuyện mà vớ vẩn chỉ để hỏi thăm Mai Xuân Cường, công an được quyền đi điều tra xác minh, nhưng mà phải phối hợp với công an địa phương, mà chức năng của phường là không có chức năng về điều tra nha mấy ông nội, hay mấy ông nội công an nào đó. Rồi mấy cái thằng youtuber để nhân tiện Đinh Lan ra cái là bắt đầu quay lên tung lên YouTube liền là có cái mặt của Đinh Lan đồ vô bị công an lôi đi hả, mày quên đi bưởi nha. Mà 4-5 thằng công an nào mà bên Bình Dương xuống nó chuẩn bị mất chết hết chức nè nha. Hôm qua là xác nhận của công an phường là công an Bình Dương có lên trên đây làm can thiệp gì vậy. Nếu cơ quan chức năng điều tra chỉ có công an quận ha, và trước tiên khi muốn hỏi điều tra được quyền nha, công an được quyền đi xác minh để điều tra vụ án nha, nhưng mà chỉ là hỏi người dân. Tôi vẫn đang là người dân nha, đang là người dân thì mày tới đây ha, cái người công an nào đó tới đây, công an quận tới đây hỏi xác minh tôi có biết Mai Xuân Cường không, vì tôi không phải là đối tượng bị tình nghi nha. Còn cái việc mà bà Hằng bà khai, bà tự bịa ra một cái người tống tiền bà 2 triệu bắt cóc con bà hoảng sợ quá bà đã chuyển vào tài khoản này. Ủa cái đó chuyện bà tự nghĩ thôi mà, giống như cái vụ mà cơm từ thiện nè, bà nói một người nào đó nấu cơm từ thiện rồi lấy cái danh nghĩa của bà rồi bây giờ đừng có nhận cơm nha, trong đó nó bỏ thuốc độc vô mình ăn mình chết. Bây giờ mấy ngàn người đó, một ngày mấy ngàn người đó, rồi cộng thêm đội người ngũ y bác sĩ y tá rồi tất cả những người phục vụ lên đến bao nhiêu người, mấy chục ngàn người luôn, toàn bộ như vậy cơm đâu ra ăn, ngày cơm ba bữa phải ăn cơm mới uống thuốc được chứ. Bây giờ sao, phải có sức khỏe mới tăng sức đề kháng để chống lại bệnh tật chứ. Khi người bệnh, khi một người bị bệnh thì người ta lại càng phải ăn uống thật là nhiều vô để cơ thể đó có đủ sức khỏe để nó chống lại bệnh tật. Thì bà lại nói thôi đừng ăn, đừng ăn, bà cho không, bà không cho đồng nào cả. Xong thuốc hơn 4 tháng nay bà ra rã bà nói 1.000 tỷ ủng hộ cho quỹ phòng chống vaccine, bà cũng không có ha, vì đất đó không hợp lệ. Bà nói bà không có tiền, không có tiền mà đi khoe hộp xoàn mới nhập về nè. Quý vị ơi, quý vị thấy cổ em hấp dẫn không, sexy không, em mới nhập vào mấy chục triệu đô hai bộ hộp xoàn, em mê kim cương lắm quý vị ơi. Thật sự nói thật nha, người có không khoe, người khoe không có, nợ thấy bà luôn mà cũng đi khoe vậy đó. Bây giờ có tiền vậy sao không về đóng lãi cho ngân hàng đi, toàn bộ công ty cái gì khu du lịch Đại Nam á, Đại Nam Văn Hiến của bà đó nợ ngân hàng 4.670 tỷ đó. Cái đây mọi người cứ tra lên Google nó ra số nợ thôi, có là tôi nói gì cũng không không. Rồi bây giờ 7 tháng rồi chưa đóng lãi ngân hàng, tiền lãi ngân hàng của 4.670 tỷ nó lên đến là gần 200 tỷ, chưa đóng được đồng nào nữa, trên răng dưới dép mà nổ quá trời quá đất à. Mà Đại Nam bây giờ có còn của bà đâu, còn giờ tặng 22.000 cuốn sách, bà muốn kêu gọi gì, kêu gọi dân chúng hả? Trong cái đoạn clip mà hồi hôm qua bà nói đó, có thêm cái đoạn là chưa đến cái cảnh mà công nhân mọi người đình công đập phá công xưởng, nhà xưởng đốt này đốt nọ, cái đó bà đang gợi lại biểu tình đó. Đất nước tôi chưa đến nỗi mà như vậy. Tuy rằng trong cái tình trạng bây giờ dịch bệnh nó gia tăng, số lượng người đông, mọi người dân đều khốn khổ, nhưng bà đang là chống phá chính quyền Việt Nam, bà đang chống phá, bà đi tuyên truyền là Covid, bà không mua 15 triệu liều vaccine đâu, vì mua vậy sợ bị chích vô chích người. Lúc trước bà cũng nói quý vị yêu em như vậy, em cho 10 triệu liều vaccine, 1 triệu người theo dõi cái kênh của em cho 10 triệu liều vaccine, đủ thứ hết. Rồi đến cuối cùng, rồi bây giờ ngày hôm nay thôi em không cho vaccine đâu, vì bây giờ không biết là vaccine như vậy chích vô nó có hại gì không. Cái miệng bà không mà, bây giờ đến cuối cùng từ số hơn 4 tháng nay ra rã chửi hết người này người kia, đến cuối cùng bà có gì không? Không có một cái gì, bất cứ một cái gì cả.